Mày giỏi nhờ. Câu hỏi mình đếm lại đi. Đơn giản. Hãy xem đây. Patience is... Mày... chơi lại đi. Lần này nếu như mày đem trúng thì sẽ làm nô lệ cho mày một ngày. Nào anh trai, đi lấy đồ xem chị đi. Chị được lắm. Tự nhiên đói quá. Đứng dậy gọt hoa quả đi. Được. Hoa quả của chị đây. Xin. Ê, đừng quên dọn nhà, rửa bát, giặt đồ. À, vệ sinh mới giặt nữa nhá. Bữa giờ giặt đồ mãi không sạch đâu. Thua để chấp nhận chứ. Được. Em làm.